mùa hè rực lửa với biển xanh cát trắng, những câu chuyện tình lãng mạn, cảm xúc của tuổi trẻ. 8 bạn trẻ, 8 cá tính có cùng mục tiêu tìm kiếm một nửa của trái tim. Liệu họ có tìm thấy nhau? Và đặc biệt, Giao Bộ Loca sẽ đồng hành cùng các thành viên với chuyến du lịch cho cặp đôi bí ẩn nếu giữ bí mật được đến cuối chương trình. Huỳnh Tuyết Anh, 23 tuổi, hiện là nhân viên phát triển kinh doanh, đam mê lớn nhất là võ thuật, đã trải qua 3 mối tình. Nguyễn Thành Tâm, 29 tuổi, hiện là huấn luyện viên thể hình, đã trải qua 4 mối tình. Nguyễn Thị Mỹ Hà, 24 tuổi, công việc hiện tại là người mẫu ảnh và giáo viên dạy nhảy, đã trải qua 2 mối tình. Đoàn Tấn Nam, 27 tuổi, quản lý công ty sự kiện, đã có 4 mối tình. Công việc bận rộn khiến anh không có nhiều thời gian dành cho chuyện tình cảm. Nguyễn Thiếu Lan, 21 tuổi, có nickname là Mèo. Công việc hiện tại là người mẫu, chỉ mới có 1 mối tình. Lê Quang Sơn, 26 tuổi, công việc chính là marketing, đã có 2 mối tình. Lê Tư, 24 tuổi, là nhân viên tư vấn chứng khoán, đã trải qua 2 mối tình. Nguyễn Quốc Huy, 29 tuổi, huấn luyện viên kickboxing, Muay Thái, đã trải qua 2 mối tình. Huy vẫn ôm một mối tình đơn phương với Tuyết Anh, dù cho trái tim cô nàng đang hướng về người khác. Tư và Nam đã có cuộc trò chuyện và dường như đang hướng về nhau. Tối qua nghe anh chia sẻ thì em thấy là em khá là giống cái người mà anh muốn tìm kiếm. Còn Tâm, sau thời gian tìm hiểu Hà thì đã quyết định dừng lại ở mức tình bạn. Mạch tình cảm của các thành viên đã bắt đầu rõ ràng hơn. Hãy chờ xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Sau buổi đi dạo với Lan và được cô nàng tư vấn, Tâm đã quyết định hẹn riêng Hà. Sao? Sáng nay khỏe chưa? Ok hơn. Kiểu như sáng vậy là em bay, vậy là em hoạt động liền á. Qua giờ em có nói chuyện với ai chưa? Dạ chưa. Em chưa có nói chuyện với ai. Hôm giờ em có nói chuyện với anh không ạ? Thấy anh hẹn em ra em bất ngờ không? Có chứ. Em qua lúc mà ngồi, mình ngồi đằng kia kìa, rồi mà tâm sự với nhau á. Cái khúc em nói ấn tượng anh. Anh nhìn em. Nói là có ngại mà. Thì có ngại mà anh sao? Sau khi mình ngồi nói chuyện với nhau á, mình có một cuộc chuyện á, nói chuyện với nhau thì em cảm thấy là cái nhận định của em á, cái ấn tượng của em nó rất đúng. Khẳng định lại một lần nữa là cái ấn tượng của mình đúng. Sao mắc cười khúc đó hả? Ừ thì anh thấy câu đó anh nghe anh rối. Anh thấy mình trong đó. Anh nghe câu đó anh thấy mình trong đó. Anh cũng vậy hả? Anh thấy mình trong đó. Giống như anh nghĩ giống như em nói về anh vậy đó. Xong rồi cũng muốn hẹn em ra nói chuyện cho mình hiểu nhau hơn. Dạ. Anh có cảm nhận là em cũng thích anh đúng không? Anh cũng em cũng quý mến anh cũng quý em. Dạ. Thì tâm sự cũng nhiều. Dạ. Còn cái chuyện mà tức là em là người có ấn tượng với anh đầu tiên trong tất cả mọi người. Đây hơi nắng ha. Hay là đứng đây này cho mát nè, nóng. Cái người nào mát mát xíu. Đứng ngay bóng dừa. Dừa ok rồi. Nãy giờ chưa nói được. Thì ấn tượng em ban đầu đó, từ đầu. Thì tính cách, còn về cái chuyện mà tình cảm á. Chuyện tình cảm thì lại là một vấn đề khác. Đúng rồi. Không, cũng đâu có gấp đâu đâu anh. Mình còn cả tuần á. Chuyện tình cảm một cái khác, anh nghĩ là với tính cách của em là anh nghĩ là mình sẽ là một hai người bạn rất là hợp. Em với anh là cái tính cách giống nhau. Anh thì sống khá là thực tế. Chuyện nếu như mà có tình cảm với nhau thì hai với hai tính cách đó thì nó hơi bị nó giống nhau á, sẽ đúng thành rồi, ra là em đối lập. Nghĩ vậy. Dạ. Ngày hôm nay thì anh muốn hẹn em ra nói chuyện riêng, là cũng tâm sự chia sẻ vấn đề đó một chút xíu. Anh muốn như vậy tại vì anh nghĩ là phù hợp. Khi anh chốt lại như vậy, em có đồng ý không?
có ý kiến gì không? Không, có ý kiến gì nữa. Không, bởi vì cái đó điều em nghĩ thôi mà. Ừ. Tại em chưa có nói. Ừ. Chưa có nói, em cứ để em cảm xúc mình chạy á. Xong rồi ha, đi vô. Đi vô đi, nắng quá. Quyết định dừng lại với Hà bởi đây chính là lý do của anh chàng. Nói chung là bây giờ mình muốn tìm hiểu Lan là nhiều hơn một chút. Hai đứa có sở thích rồi tập thể dục. Lan cũng rất thích tập thể dục. Thì ai mà có sở thích chung với mình thể dục đó, thì mình có cảm tình và muốn chia sẻ với nhau. Mấy ngày nay mình suy nghĩ là anh có cái ý gì không á? Kiểu như là mình đang tuy ảnh đó mà ảnh có phản hồi lại hay không á, thì khi ảnh lại phản hồi lại cái ý này thì thấy cũng nhẹ chứ không có gì gọi là áp lực hoặc là không thoải mái. Cái mặt nó nhìn cái mặt nó rất là tỉnh luôn á. Anh nhìn cái mặt nó đi, nhìn cái mặt nó kìa, nhìn cái mặt nó kìa, kiểu mày bế kệ mày, tao không quan tâm á. Anh Huy ơi, trời ơi, trời, mới sướng quá. Ôi, cảm nhận mới sướng quá rồi. Nhưng mà cười rồi, mấy chụp hình lại. Vậy nè, đúng đỉnh luôn. Đúng đỉnh luôn đấy. Đây nào, đây nào. Anh ít nói quá, phải hẹn hò thì anh hẹn với bạn nào ra nói chuyện đi. Anh ít mở lòng với người khác. Ờ, anh phải hẹn bạn nào ra nói chuyện. Không, anh ngại. Anh không dám nói chuyện ở đám đông á thì anh hẹn một mỗi bạn ra cũng được mà, đừng có ngại. Vì anh bạn hẹn người này anh hại kia sợ, tụi em đâu có quan tâm đâu. Thiệt mà. Hôm bữa anh nói là anh sợ tự nhiên nguyên một nhóm bạn xong rồi mình hẹn một người ra thì kỳ á. Trời ơi. Thấy đó. Tôi có cặp ra nói chuyện ở đó. Dạng dĩ lên, hẹn hết bốn cô ra nói chuyện từng cô một. Cô nào thích nói chuyện thì hẹn thêm buổi nữa. Đúng rồi, anh phải mạnh mẽ lên. Sau lời động viên của Tuyết Anh, Huy đã mạnh mẽ hơn bằng cuộc hẹn riêng với cô nàng. Em thích biển không? Em thích kiểu ra biển, nhưng mà em thích nó yên lặng thôi. Em thích nhạc á, em thích nghe sóng biển thôi. Em có cảm giác như là khi mà biển nè, cái mình nhìn ra ngoài xa cứ không kiểu mà không thấy cái gì á. Chỉ như thấy cái thế giới này nó còn nhiều cái nó quá rộng lớn, không có khám phá được. Em thì cũng không có nhìn xa vậy, em chỉ thích cái cảm giác mà có gió xong rồi nghe cái tiếng sóng nó đều á, thích vậy thôi. Nắng nữa. Còn sâu xa hơn thì em không nghĩ nhiều. Bữa em nói là em có cảm tình với Sơn. Dạ. Thì còn bạn nam khác thì sao? Bạn nếu ngoài Sơn ra mà có người nào khác được đứng thứ hai mà em có cảm tình à... có thể là Tâm, có thể là anh đúng Nam rồi đó. Anh nói đúng rồi đó. Hôm qua thì em có ngồi vô tình nói chuyện với lại anh Tâm á, thì em thấy anh này cũng có cái nhiều cái hay lắm mà em chưa có tìm hiểu, tại vì từ đầu em đã không có để ý tới anh Tâm rồi nên em không có biết anh Tâm như thế nào á. Thì em thấy anh Tâm là người như thế nào? Ủa sao lại hỏi anh Tâm rồi? Em thấy kiểu mông lung, kiểu chắc có lẽ là cái phán đoán của Huy về Tuyết Anh là cặp đôi bí ẩn càng lúc càng mạnh, hay có những câu Huy hỏi là Huy quan sát những cái cử chỉ, những cái cử chỉ nhẹ cho nên mà Tuyết Anh thì kiểu Tuyết Anh muốn lảng tránh cái chủ đề mà tình cảm của Huy dành cho Tuyết Anh. Chắc Huy nghĩ Tuyết Anh không, nhiều khả năng là Huy không phải cái mẫu người lý tưởng của Tuyết Anh trong này, mà giống như kiểu Tuyết Anh coi Huy giống như là giống như một người anh kiểu như ông, giống anh chị em ơi. Vậy thì hiện giờ người nào làm cho em có cảm giác an toàn nhất trong bốn người? Chưa có ai hết anh. Chưa ai hết. Em có thấy anh kiểu dạng bị thụ động không? Em thấy anh ít nói. Giống kiểu anh như dạng như là bị bắt nhịp chậm á. Anh bị bắt nhịp chậm, đúng, chính xác. Sau những lời góp ý thẳng thắn của Tuyết Anh thì Tuyết Anh thấy là hôm nay anh Huy đã chỉnh chu hơn,
đã bớt nhạt hơn và đã hòa nhập với mọi người được nhiều hơn. Chân qua rồi sao rồi? Dạ. Chân qua rồi. Trời ơi nó tím ngắt luôn nè anh. Rồi này, xong rồi em còn bị dị ứng nữa. Cái này là bị cái tím là bị da vào đá. Không, mình chơi cúp cờ. À, còn lúc mà em té dập xuống á. Con này là đỡ chưa? Đỡ rồi. Cái này bị phỏng nó tím lại. Nó lên mà. À, nó đứng gãy rồi. Gì ơi. Tay anh đỡ chưa? Tay sau lưng. Ừ. Bị gì vậy? Leo dừa đó. Ham hố. Không phải ham hố mà là anh bị kiểu như là ai thích thì mình làm thôi. Anh thích thì mình làm thôi. Dạ anh dễ dãi. Anh dễ dãi hả? Em giỡn. Có vẻ sự thay đổi của Huy cũng không khiến tình hình khả quan hơn. Và rồi anh chàng cũng tìm được một tình yêu mới, đó là... Mọi người, lát rồi cho Huy cho phép cho thành viên mới đi nhờ chuyến xe về Sài Gòn nha. Xin được rồi. Thành viên mới tên là Mon. Bé còn chăm sóc nó như thế nào, bảo quản như thế nào, nó chết đấy. Sao mẹ con mùi sữa rồi. Thích ăn. Sáng nay, các thành viên có một chuyến thăm đến gia đình bà Hai, một hoàn cảnh neo đơn khi một mình bà phải nuôi ba đứa bé mồ côi. Căn nhà tồi tàn này là nơi tá túc của bốn bà cháu, bất kể nắng mưa. Sau khi người con trai đi biển mất, một mình bà tảo tần với gánh sương sáo để nuôi ba đứa cháu mồ côi. Hằng ngày, hai anh lớn sau khi học xong lại cùng nhau đi lượm ve chai để đỡ đần bà. Cứ như thế, bốn bà cháu cùng nhau gắng gượng qua ngày. Mẹ của bé là bỏ bé là đi hầu là bé là còn bốn. Còn ba của cháu á, là con như đi biển, chết ở dưới cửa Lộc An á, 3 ngày sau mới đem về. Cái đó là cũng một cái xui của mình. Hầu đó giờ nó đi thúng không, mình không có đi ghe đâu. Sáng ngày ba nó lên ghe là ngày mai báo tin giờ là ba nó rớt được rồi. Đó là con như không. Như ba cháu đây á, còn vớt được nè. Còn 2 người nữa mất luôn tới bây giờ luôn. Chia tay bà Hai cùng những phần quà để hỗ trợ cho bà cháu, các thành viên trở về Sài Gòn với nhiều cảm xúc. Bà năm nay là đã 73 tuổi rồi và bà chân bà thì bị đau, bị khớp mà bà phải đi bán rau câu, từng cái rau câu một để mà nuôi ba đứa cháu ăn học. Thì cái hình ảnh đó tới bây giờ nó vẫn ám ảnh trong đầu của Lê Tư. Thì mình thấy khá là buồn, để lại cho mình rất là nhiều cái cảm xúc. Ăn cơm gì mà ăn từ sáng tới tối rồi có một chút xíu thịt rồi. Cũng một phần cũng nhìn như đó rồi. Vì thấy mình cũng còn may mắn hơn rất là nhiều người. Đây là lần đầu tiên các thành viên về đến nhà chung và ai cũng háo hức. Rồi lấy đồ xuống đây một con ơi. Welcome to Thailand. Welcome to Bangkok. Chắc phải rồi, chị gái bạn của Nam mình đó. Cha nuôi cha. Nhà chung có nội quy nha. Từ 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 từ, phụ nữ đâu. Mọi người ơi, lên lầu coi phòng không? Đi lên từng trên khám phá coi nè. Mát nhớ. Phòng này của Nam, phòng màu xanh, em thích màu hồng. Màu hồng. Thôi màu hồng đâu rồi? Chắc còn bên này. Chắc không phải đó. Ê, tính sao còn ra giường vậy? Đây, em chị ngủ ở dưới này. Mình quyết định như thế này rồi. Mình màu này mình quyết định rồi. Mình cho bé đó nằm giường nào, không có giường cho bé nè. Mình tối cho mình nằm giường thôi. Để chào mừng sự kiện về nhà chung, các thành viên đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ và chơi trò chơi. Quyết tâm combo. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ phổ biến luật chơi và mình sẽ chia team. Bây giờ mình sẽ cho bạn mỗi bạn một tờ giấy. Cãi em, coi cho kỹ nha.
Khi cung. Một cá sấu. Không cử động, anh cử động là em bẻ lại á. Không tôi mọn kìa. Một nét này hơi đậm nha. Quay vòng tròn, em quay vòng tròn. Em quay vòng tròn. Tôi hổ. Báo. Xin nhìn nhau. À, con. Bà quá đáng lắm luôn. Quá đáng lắm luôn. À, tôi tin chắc là cái thông của tôi sẽ trả đũa lại được. Dịch con bẹt. Cái con lần đúng rồi. Con két. Lên rồi. Yeah. Ba lần rồi. Anh giữ yên cái mặt cho em được rồi. Anh giữ yên cái mặt cho em. Giảm dạ, bớt nhanh rồi. Không, đứng cái mặt đây giữ yên. Này đúng là ép luôn á. Quá ép. Sorry. Yeah. Oh yeah. Nghiêm cung xin hả nhưng ok, có chơi là có chuyện nha. Ok. Điện cung chơi, là một nét luôn hả? Anh giống em nè. Nắm tay nhau trên đường gặp cung tăng, biết cái ngày thế. Rồi, mọi người nhớ nha, phải thần thái lên nha. Bước vô quán, phải thần nha. Mua cái gì để ăn thôi. Ừ, mua cái gì để ăn đi. Đây, đây có bánh nè, mày đi có bánh nè. Mặc bà đúng cái gì hết chưa, mua có đủ chưa? Nặng không anh? Ở nhà không được sao ôm vợ chụp hình đúng không? Trời ơi. Anh thử ôm em bê, anh bê nổi không? Đây đây cầm đồ cho ôm lên đi. Thịt luôn hả? Giờ đây đi về tới nhà tôi ôm được rồi cô tính về. Hôn cái phát. Vậy có người mở cửa giường sẵn. Nếu ẩm về tới nhà được, à, tới giường được. Lấy cái nụ hôn nha. Một nụ hôn kiểu pháp. Kiểu pháp là kiểu gì? Là kiểu dùng lưỡi á. Thôi nụ hôn khác đi, đừng có kiểu pháp. Vậy kiểu gì không ngồi đây rồi. Thôi, ok ok thôi. Rồi vô nha. 1, 2, 3 lên. Ờ, Lan có nhớ anh nói không phải những người, không phải cứ người nhỏ, cái gì cũng nhỏ không? Ờ, hiểu. Nam tin là... anh giúp em trong người anh đi. Nam tin là ý chí của Nam không bao giờ nhỏ đâu. Em biết. Lầu ba đi mọi người. Không được đâu, mấy người đừng có lo, không có được đâu. Không nổi đâu, nghe lời đi. Đừng có chọc. Mình biết rồi. Không nổi đâu, leo lên cầu thang, không nổi đâu. Em cũng nghĩ vậy. Nên cứ cổ vũ đi, cố lên. Ê, dọc cho cười cái coi, để em ơi. Không nổi đâu Lan ơi, cố lên. Thôi. Lan thắng. Tới nhà, tới giường không nổi. Cầu thang anh lên rồi là tốt rồi. Thật ra đang sợ quá, cố lên tới cầu thang nó nguy hiểm. Thôi rồi. Sáng sớm nay, các thành viên bắt đầu quay trở lại cuộc sống thường nhật. Nam vẫn chưa thể dậy sau sự cố gắng thể hiện bản lĩnh nam nhi tối qua. Và Thiếu Lan đã tự tay làm món mì mang lên cho anh chàng. Lan à. Em mèo à. Anh mở cửa giúp em với. Thiếu Lan. Em mở ra nhá. Ai biết đâu. Tưởng anh bấm hay anh khỏa thân trong phòng ai biết được. What the hell. Không em. Em thấy anh chưa. Không nói. Thôi anh mặc quần đùi đúng không anh có thể. Không. Dạ dạ. Em cho anh 2 phút mặc đồ nha. Được rồi, có mặc quần như vậy. Mặc quần không sao. Đây nè. Em nghĩ là anh sẽ đói mà lười ăn. Còn nóng nha. Biết mà, tao biết đúng không? Tao biết cái mặt này. Nè nó ngọt. Dở vì sáng sớm rồi nè. Còn cái này là em mới làm nóng lại á. Có nước xíu nước tương nữa. Tại vì em thấy anh hôm nay không có gì diễn hả? Không, hôm nay với ngày mai không diễn. Ôi, ngồi đây kỳ quá.
Em mua xin hết nha anh, ăn đi. Em nguyện làm con sen. Giỡn thôi. Anh đi. Trời ơi. Nóng. Ơi. Mà cái này hơi cay nha. Trời sao giờ giống anh. Ông ơi ông mà, gì đâu. Anh thấy với Liên Minh Ho anh hiểu không? Ơi em nói trước, em nói. Không không. Em gọi anh không được tại vì điện thoại hết tiền rồi. Ông lấy tiền nói chứ. Kìa. Anh đi thôi, em ra cho anh ăn nha. Ok. Uống nhẹ miếng nhất còn chứ. Thôi em biết rồi. Ê cái ớt đó cái nó hơi. Giấy ở đâu vậy? Ở đâu? Đây. Cái ly nước ngọt cũng không vững nữa. Ở dưới có nhiều ai dưới. Lời kinh, có một anh Tâm à. Anh Tâm kêu rồi không anh sẽ anh sẽ dậy trễ. Em không biết, em nghi lắm là anh lười xuống anh. Sự rất là đói rồi đến trưa rồi mà anh đi cho nóng thật đó, em mới hâm lại luôn đó. Còn cái ớt này nè, có thể anh ném một chút xíu tại vì nó hơi cay. Ờ, bye bye anh nha. Anh ăn đi nha. Dạ, em đóng cửa nha. Cảm xúc nó có hai loại cảm xúc, ngay tức thời và cảm xúc sau đó. Thì em nói trước là cảm xúc ngay tức thời là cực kỳ bất ngờ và gọi là không thể tưởng tượng được. Rồi cảm thấy mắc cỡ vì mình đang ngủ, mình đầu tóc, mọi thứ nó không có sẵn sàng rồi cô ấy xuất hiện như vậy. Đâm ra là nó hơi đứng hình một phút 30 giây, đứng hình một vài giây lúc đó. Nhưng mà vẫn đón nhận ra dù sao nó cũng dễ thương. Trước nay em tính ăn gì? Trước nay hả? Mấy giờ ta? Anh muốn nghe anh không? Nói nghe em. Có mà. Ừ. Để em kiếm đến rồi ta. Ủa, quên hỏi nữa, em thích ăn gì? Sở thích em. Thích ăn vặt. Ăn phá lấu. Ăn phá lấu. Thích ăn... Không biết. Ờ. Đúng rồi. Em bị sao rồi ta? Tự nhiên thấy cảm thấy bị xìu xuống. Ôi, lên nghỉ ngơi đi. Kiểu, gì rồi mình... kiểu ngủ nhiều quá hay sao? Ủa, vậy hả? Tưởng em bị mệt, thiếu ngủ chứ. Ờ, không biết thiếu ngủ hay ngủ nhiều cũng chả biết nữa. Ờ, cảm giác người nó cứ... Đúng rồi, cái giờ này hơi mệt thì... Nhưng mà trưa nay tính ăn cái gì? Hay lấy hai anh em xuống nấu mì gói với cà chua. Ủa cả. Hẹn ta đi ăn cho đã rồi bắt đầu hẹn ta ăn mì tôm trứng. Mà trứng luôn nó trứng vịt luôn đó. Em làm anh thất vọng quá. Ăn gì tại vì món nước, em ít ăn món nước lắm. Ăn hủ tiếu chứ, có một quán hủ tiếu ở bên trên đường Trần Văn Khải cũng ngon. Vì là em muốn ăn bình dân đúng không? Hay là muốn ăn sang? Sang là cái gì? Món sang là ăn quán đẹp á. Quán đẹp hả? Thôi em thích ngon thôi. Ngon bình dân hay sang gì cũng được. Anh hay ăn món nước không? Tại món nước thường thường hay kèm tinh bột giống như là... Còn... Đi với BT mình đừng có lo với cái chuyện tinh bột. Bây giờ này tôi nhớ lại khu vực quận 7 mà gần mình để có quán nào ăn ngon. Gần. Ừ, vừa gần mà vừa ngon nữa. Tranh thủ ngày nghỉ, Lan và Tâm đã có một cuộc hẹn hò riêng. Nhiều ha. Tách Thái cũng ngon. Tách Thái biết luôn, anh đi Thái mấy lần rồi? Cũng 4-5 lần. 4-5 lần này quá nhiều, em đi có một lần. Anh đi phượt hay là đi du lịch? Du lịch. Là dạng tour hả? Không, tự đi du lịch. Tự đi hả? Đi với ai? Ngày xưa em đi với bạn gái. À, ôi, cực thế. Còn đi với ai nữa? Đi với bạn gái à? Đi với bạn gái ở nước ngoài rồi. Anh có từng cái kiểu mà gặp một cái trường hợp giống như là mình yêu xong mình tổn thương nhiều quá đến nỗi không muốn yêu nữa? Có. Không muốn kiểu bị sợ yêu á? Có. Là người thôi mới? Người mình đi Thái Lan á. Kiểu sâu đậm quá. Quen bao năm? 3 năm. Tin tưởng sâu đậm quá. Quen 3 năm. Anh quen mấy người? 4 người. 3 người. 4 người. 3 năm là lâu nhất. Rồi xong sao nữa? Sao quyết định một cái người đó gần nhất hay là đầu tiên? Gần nhất đây á. Anh chia tay cách đây bao nhiêu lâu rồi? Chia tay gần 2 năm rồi. Gần 2 năm. 2 năm đó. Gần 2 năm. Em cũng gần 2 năm. Ủa, lâu thế? Gần 2 năm cũng lâu rồi. Là lúc anh 27-28 rồi. Một năm mấy. Anh bạn cũng là lần đầu tiên gặp ở trong phòng tập. Nhưng mà... Tập gym. Nhưng mà chị đó là không phải là khách riêng của anh.
của anh. Yes. Là tự vô tập thôi đúng không? Tức là vô tập. Mỗi lần tập thì có huấn luyện viên mà, huấn luyện viên cá nhân mà. À. Ủa, em nghĩ là phải ai thuê mới có chứ. Thì mỗi lần tập là phải thuê đã mới có. À. Nhưng mà chị tự tập đúng không? Hay chị ấy tập với người khác. À. Không phải tập với anh. Và em cũng. Sao lại đi điện sự khác? Anh chưa kể xong mà giờ em muốn nghe không? Không có, có, có. Anh tưởng đầu tiên khi em gặp anh là gì? Anh gặp anh đó hả? Anh gặp anh đó hả? Anh không muốn em nói đâu. Thế là đau khổ á. Em cứ tiếp tục đụng vào tim á. Sao? Muốn nghe không? Anh trai rồi, anh thoải mái. Anh tưởng đâu anh lần đầu tiên gặp anh là lúc mà ngồi đó, đầu tiên là gặp hai người nói chuyện gì, ngồi vô bàn nói chuyện đầu tiên là về rồi anh nói anh thì anh nói chứ ủa sao về vậy là em nhìn đầu tiên là nhìn vô đã thấy là anh chững chạc rồi. Ủa vậy hả? Ừ. Nhìn em tưởng là nhìn vô nhìn trẻ trâu những gọi là những con sông trên chén anh đó là điều đó trời ơi, kiểu thấy no no rồi đó. Thấy chỗ anh ngon nè. Đồ ơi, cảm thấy mãn nguyện. Thích quá, không nhận được, không thích thật á. Kiểu ăn được ăn ngon luôn nói chuyện. Món lạ nó món chưa bao giờ được ăn. Cái bánh. Làm người khác vui cũng là một thú vui của anh nữa. Ừ, anh giống em đó. Sao mà em chưa đạt đến cái trình độ làm người khác vui bằng anh? Dạ. Em chỉ là chăm sóc. Quan tâm. Anh cũng thấy vậy. Anh cũng cảm nhận. Anh cũng đoán là em như vậy. Vâng. Cô bé này cũng đùa, chịu giỡn rất là vui. Cũng khá là chịu giỡn nhây á. Vui mà rất là thông minh. Cái cách nói chuyện giỡn rất là thông minh thì cũng làm cho mình thấy bất ngờ là tại vì mình thích một người là nói chuyện có duyên, cảm thấy quý mến hơn. Dòng cảm xúc của mình đang đi lên đó, đang tiến triển. Sau cuộc hẹn đầu tiên, Tâm đã chiếm được cảm tình với Thiếu Lan, trong khi Nam lại tướng tiến sát với món mì spaghetti của Lan. Liệu rằng anh chàng sẽ có động thái gì để tấn công Lan? Hãy đón xem vào tuần sau.